sang như vậy đó ơi, chỉ công ty sớm rồi nếu mà anh thấy dưới chăm mà xong công ty sớm thì qua chung chung vui với chị luôn. Dạ. Ở bên chỗ cũng bớt á, công ty bớt. À, công ty bớt. Đường gì đó, đường đó, đường đó. Cứ việc lên Google mình tìm công ty bớt gì là ra cái. Đo con đường đó là biết là biết. Quận mười đó, quận một mà. Hơn quận một không? Quận nhất á, quận một á. Mà đó tại cơ bà cô ở Canada mới về á là. Chị Long đặt xe hả? Dạ. Chị đặt xe hả? Từ đi chị Long ơi. Từ từ đi. Chị về. Trời xong rồi hả? Bác xong rồi hả? Bác xong chưa? Trời ơi, tôi tính nó làm 8 giờ sáng bây giờ. Nhanh vậy. Làm đi tàu 3 giờ. Chị đang ngủ quá. Chị đã mua đồ của chị rồi nha. Chị đang mua đi rồi. Không biết sao không? Tại sợ mua bên nước là cô bán, cô bán buổi sáng là hết rồi. Ra tới giờ sáng là lớn chứ. TV này mấy anh trời, chậm minh không? Hả? Này mấy anh? Bảy mấy vậy? Bảy mấy anh? Bảy mấy anh? Bảy này chậm minh, rồi sao mấy anh được? Mình hả đâu rồi? Chậm minh. Chậm bự như vậy. Bự quá, nó bự. Rồi nó nghe bự bả mấy, bả mấy mà. Hai anh em này không? Hai anh em này thôi. Tốt, bao nhiêu in tốt, bao nhiêu in để mua cái à? TV á? À. 75 đúng rồi, bữa ngày nói 75 á. 75. 18. Bây giờ cái đời anh mua là đời nó thấp á, 2022 á. Mới bây giờ chắc là mấy cục á? 30 á. Bữa em nói nghe là phải làm gì làm cái là gì bây giờ phải có cái tivi mà có mà lấy cái phòng mình nói nếu mà có thời gian thì mình dùng sức lực mà dần cả lo để mình nói nhiều cho hát được lạ được kêu từ luôn không giờ cái giá lại chị like cho bạn hàng là chị hay diễn với hai nhìn nhìn cái vui lắm luôn nó chọc cái máu mình rồi. Mình nói là họ đâu lắm đâu là mình bẻ. Không mà chị có hai. Chị có một cái giọng cười tức là một khúc là nói kỳ kỹ lại rất là hay nhưng không ai cười được. Nhất là cái. Không được. Nó đâu có giống như thế. Vâng nói vậy. Chị không nói nó có một cái giọng cười khúc mà ha 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 đó. Đúng rồi. Rất hay mà. Không có thiệt. Cho mọi người cái giọng cười. Không có ai muốn cười được người đâu. Tí cười thử cái coi. Đó. Giả cho. Giả cho được. Cười nửa miệng hả? Tại sao cười nửa miệng tí? Tại trên miệng nhích gì? Nhích gọng. Nhích mặt nhích cái cục. Cười có nửa miệng rồi, chỉ cười nửa miệng thôi được. Dướng. Cười tới đây là cười lại rồi. Đâu, phân quỷ rồi còn đâu nữa. Vợ chồng tao vậy đó, bởi vì chúng chửi, chúng ghét. Mỗi ngày đều có người nhìn. Thì quan trọng nó mọc lại nha. Là nó sâu quá mà. Bất kỳ gốc cũng đọc. Thế đó mà ngày nào cũng chơi chơi nè, nó lên ghế rồi kìa. Cái gì? Nó lên ghế rồi kìa. Ngày nào cũng chơi chơi mà cũng khó khăn. Nào cũng lên. Nè, con nè. Bà nhà của anh. Đừng cười nữa mày. Nhạc sống ở ngoài thôi chạy có nghĩa là chị karaoke được.
nữa. À, có cái chữ dạy á. Có cái chữ thì chị ra nữa. Nhưng mà dạy nước mà là chị không vô tông nữa. Không dừng nhiệm, không vô tông được. Chị karaoke được. Phải đâu thì karaoke thì cái chữ nó chạy tới cái chữ đó thì nó nhập cho cái chữ đó thôi. À, không còn nghe được cái chữ đó. Làm thì phải chờ cái chữ nặng nó đẩy vô cái chữ đó đúng không? Cái màu nó đẩy vô cái chữ thì đi theo cái chữ đó. Chị không biết nghe cái gì. Khó rồi. Có nghĩa là em cũng chưa chị cái đâu. Không được. Không có vô được. Đâu bữa cái bài mà gì em đi nhậu đó thì cũng ngồi cũng không ơi, trời ơi vô khúc luôn. Đó là tại vì trong khúc. Đó. Đó. Người ta người ta cái thằng đó không biết chữ. Nào làm thêm bài chứ giờ không quen. Làm cả chục bài là biết rồi. Giờ xưa thì đi đâu với chú tuần xong rồi đó. Chỉ tuần xong làm bài 6 năm nữa. Quá tôi luôn hả? Quá tôi luôn hả? Rồi. Đây hai đứa kiểu qua là khỏe. Không cần 25 năm rồi. 25 rồi. Nhiều người kiểu chị lắm rồi. Mấy cô chú tên tuổi lớn cũng kiểu chị mà kiểu không nổi. Người đứa mà. Giống như Bon đi. Cô bà đưa ngắn cho đi. Bon bắt được lợp. Đó. 3 tuổi là nó đi vô. Một cái là nó cầu đất nó nhảy. Nhạc vô cái là nó tự vô nó tự khỏe. Nói chung là nó có đi báo. Dù kêu đi dễ cái gì dễ được liền mà kêu hát là cái thằng chỉ được ra như là mỗi lát hơi vậy đó. Qua đúng 10 ngày. Không, chị đẹp với chị cũng có luôn. Đi quá hả? Thôi đi về đi, về đi. Thôi đi về mấy anh em ơi. Mời giờ em xác cặp này. Cái thằng này nó lại sớm quá ha. Tắt cái nhà thì tôi nói chung cái tủ lạnh cũng nhỏ rồi các bạn. Bé nó quay sớm đi, nó quay sớm đi. Ốc tiêu. Hả? Ốc tiêu hả? Hèn chi cái tên ốc tiêu nó nhỏ bé. Quay trời. Tiếng chị thì lên tí bên thăm cũng đến có quay 60 tỷ để làm những cái phát quà cho cô bên nước ở nhà. Sau đó cũng có phát quà cho anh em YouTube cũng vậy. Có tuyệt vời rồi, anh chị cũng ghé qua ăn sáng rồi đó nha. Bây giờ nó trả tiền chị ơi.
Số hôm nay được có quà nè, có bao cà phê uống nè của chú anh chị. Giờ anh chị đi về của chú anh chị ơi. Chào chị nha. Ủa bây giờ bà bán cái nước mới xuất hiện kìa. Cái thùng đồ của con đó nha. Mới hả chị? Món mới, khoai tím sấy. Khoai tím sấy luôn. Của tại chợ đâu không bán nha. Ủa, vậy hả? Ủa đâu không bán hả chị? Không bán. Dạ, đi ăn ha. Cái khuôn nó nhâm châm ấy nha. Cái nét nó đẹp hơn bông rỏ luôn ha. Cảm ơn chị. Cái nét nó đẹp hơn bông rỏ dễ sợ. Cảm ơn anh chị. Cái tráng gì trên đôi. Đi về. Cái sớm mà quậy nhà quá. Rồi có nhà anh chị lên xe về được của chú anh chị. Ủa chị Trâm, chỗ này là mình có đi là phớt ở đó luôn không? Không, chưa đâu. Chưa đâu. Ok, đi nha, về nha. Chào cô chú anh chị, Tiên Người Miền cũng xin kết thúc clip ở đây. Cô chú anh chị thấy video ủng hộ cho Tiên Người Miền một like, một đăng ký, chia sẻ nha nha. Tiếp ở nhà.